Hello anh em nhé, nay Vĩnh lại cùng anh em tập luyện một cái bài thuộc tiết tấu bolero và quen thuộc với anh em. Đó là cái bài bài ca kỷ niệm. Thì chúng ta hay nghe ca sĩ Chí Linh hát ở tông rê thứ, nhưng Vĩnh thì không để ý. Hôm qua Vĩnh ghi nó ra ở tông đô thứ, nhưng mà chút nữa thì Vĩnh sẽ cùng mọi người tỉa trên rê thứ. Thì cứ dựa vào cái đô thứ này Vĩnh cũng có thể chơi trên rê thứ được. Nó cũng dễ thôi, bài này ngắn thôi. Và Vĩnh thì sẽ hát qua một đoạn để anh em nhớ ra cái lời bài hát này. Vĩnh hát trên rê thứ luôn. Trên cái tông rê thứ để Vĩnh tỉa qua một lượt trên cái đô thứ nhá, xong rồi Vĩnh sẽ chơi trên rê thứ để anh em xem đô thứ này. Và Vĩnh sẽ bắt đầu từ đây, từ cái thế tay đô thứ này nhá. Thank you.
trên cái tông rê thứ đô thứ thì vẫn dựa vào đấy những cái lốt này, rồi chúng ta chơi trên tông rê thứ ha. Thì đây là đô thì chúng ta chuyển sang rê như vậy. Trên cái tông đô nó bắt đầu nốt son thì trên rê là chúng ta bắt đầu nốt la, anh em nhớ nha. Rồi Vinh thì sẽ tỉa câu đầu tiên này. Còn gì giờ đây em sao nhớ thương đầy vơi, rồi Vinh đọc luôn nha. Sò la 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 re 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 fa mi đô re, em nhớ nha. Chút nữa Vinh sẽ ghi lại sau. giờ trong này thì nó ở của tông đô này cho nên là cứ vậy đánh chơi xong thì nhìn vào đây đọc cho anh em rồi. La này, la 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 re 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 fa mi đô re. Bây giờ câu đầu tiên, câu thứ hai. Mong tình còn trong tim hay chết theo ngày tháng. Câu tiếp theo này, re re trên này nhá. Tí nữa Vinh sửa video Vinh mới ghi lại được.
Vậy là hết đoạn 1, và cái đoạn thứ hai thì nó cũng giống vậy, và nó khác cái câu cuối cùng: dù xa cách phương trời. Lại nha. Rê.
đây nha. Rồi nếu mà anh em tiểu tiểu hẳn trên này thì nó sẽ khác với cả bắt đầu bằng nốt đây này. Đó thì nó khác như ở đây. Từ đây thì nó dừng lại cái nốt rê này nha, vậy nguyên cái đẹp khúc này. Vậy tông la này.
thứ nha, thì tôi với anh em nhưng vẫn một cái thế tay anh em nắm được thằng rê rồi thì chuyển ngược nó về la, hoặc là chơi mi thì anh em chỉ được từ đây anh em lên một cái này, lên một cung nhá, hai ngăn đàn này lên. Thì dưới này những cái ngăn mà anh em đã bấm thì tất cả dịch nó lên, nếu anh em thế tay ban đầu anh em lùi về thì tất cả nó lùi về. Thế rồi nha, chúc anh em thành công với cái bài hát này. Xin chào và hẹn gặp lại.